Các bạn thân mến, bữa nay tôi vệ sinh cái tháng trước cho chiếc xe của tôi. MSX125 Honda. Đây toàn cảnh xe của tôi đây. Ngày mai ngày mốt tôi sẽ thay cái bố thắng của cái thắng đĩa sau. Bữa nay thì tôi vệ sinh cái bố thắng con heo dầu. Đây. Hệ thống heo dầu và hệ thống thắng trước đây của cái đĩa, mặc dù nó vẫn còn tốt thế nhưng mà tôi thấy nó bị hơi bị kêu. Đây tôi quay cho các bạn coi ha, đó nó hơi đụng đĩa đây này, đó đĩa nó có hơi bị chạm vô bố này ha các bạn, có nghĩa rằng cái xe này tôi cũng bị lâu rồi. Tôi để không đi cả 5-6 tháng nay bởi vì nó bị hư cái đuôi đó. Thế tôi cũng chưa sử dụng đến nó cho nên là tôi vẫn để ở nhà. Thế thời gian này là thời gian muốn làm một công dân yêu nước. Có nghĩa là không đi đâu, ở nhà là yêu nước. Thời gian chống dịch mà. Thế cho nên là tôi mới có thời gian để tôi... dọn lại xe của mình. Đây, giờ trước mắt là mình tôi vệ sinh cái thắng trước này, tháo con heo dầu này ra và kiểm tra bố coi nó mòn cỡ nào. Đấy, nó kêu, hơi bị cạ vô cái dĩa đĩa này này. Thế bây giờ tôi tháo cái thắng xuống và tôi kiểm tra vệ sinh. Ở đây là thắng trước nha các bạn. Đó. Thế thì chúng ta tháo này ra trước. Đây thưa các bạn, cái bố thắng đã tháo xuống rồi đây các bạn. Cả con heo dầu lẫn bố thắng tôi đã tháo xuống đây. Bây giờ tôi đổ xăng vô. Đấy, vệ sinh thật sạch. Đó. Xăng giờ cũng rẻ. Không biết chỗ các bạn sao, chỗ tôi 12-13 ngàn một lít. Cho nên là chúng ta cứ thoải mái rửa thật sạch cái con heo dầu, con heo dầu này, con heo dầu của cái bố và cả bố thắng nữa. Chúng ta chà, chúng ta lấy cái bàn chải đánh răng dục đi, chúng ta chà. Đó, chúng ta chà thật sạch. Để ngập trong xăng luôn. Đó, bây giờ nó cũng tương đối sạch rồi. Bắt đầu chúng ta lấy cái ốc vít lục giác, chúng ta mở cái ốc lục giác này ra. Đây, chúng ta đã tháo ra được rồi đây. Đó, các bạn thấy không? Hai cái bố thắng này mòn không thể nào mòn hơn được nữa. Mòn đến xương luôn. Đấy. Không ngờ rằng mình không chú trọng đến nó mòn dữ vậy đó.
Hồi nào mà nghe tiếng cọ quẹt, có tiếng sắt sắt thép chạm vô nhau, nghe quẹt quẹt luôn. Đó, nó vậy đó, nó mòn thế đó. Mất hết bố luôn. Nếu mà như thế này chúng ta để lâu có thể hư luôn cái đĩa luôn á. Đĩa nó bị cong. Nó cái cảng này nữa này nha các bạn. Cái cảng này cũng rất hay bị sét, đó sét đây này. Nó một đầu bị sét á, bởi vì để trong trên xe mà mấy khi chúng ta để ý nó đó, nó sét ở phía đó đó. Cái cửa của nó thì sét, cửa bên này thì tương đối. Đó, cửa của nó sét thì chúng ta làm sao để sáng như cửa bên này này. Đó, chúng ta phải tháo hết hai cái tông đi ra này. Đó, cái cửa nó nằm ở vị trí đó, vị trí này này. Đó. Đó, tuy nhiên các bạn nhớ rằng nó có cái độ dơ nhất định nha, chứ không phải nó cứng ngắc ạ. Cứng không ra vô được là cũng không được ạ. Đó, đây các bạn thân mến, đây là toàn bộ cảnh con heo dầu tháng trước của chiếc xe MSX125 Honda mà tôi tháo ra. Đây thưa các bạn. Khi mà mình hiểu nguyên lý rồi thì quả thật nó cũng chẳng có gì phức tạp cả các bạn ạ. Mặc dù mình là chỉ là một tay ngang. Đây. Bây giờ là cái nguyên lý của nó là như thế này. Thế trên tay thắng của các bạn ạ. Đây trên tay thắng. Thì chúng ta đây cái tay thắng trên này này. Đây. Chúng ta có một cái piston ở trên này. Khi mà chúng ta bóp tay thắng thì cái piston nó sẽ đẩy dầu. Đây là cái phao dầu đấy các bạn ha. Ta bóp vô này á thì có nghĩa rằng ta đẩy cái dầu từ trên cái phao dầu này xuống theo đường ống này. Đây, xuống đây. Xuống đây. Đó. Xuống đây và nó đường dầu nó sẽ được bắt vô đây. Đây, được bắt rồi đây. Đó, đường dầu nó sẽ được bắt vô đây, nó đẩy xuống. Khi ta bóp thắng thì cái piston ở trên nó đẩy xuống. Nó đẩy dầu xuống cái phao dầu này. Nó đẩy dầu xuống cái heo dầu này. Đó, và làm sao nữa? Nó đẩy cái heo dầu này thì ở trong cái heo dầu này nó có hai cái piston. Đây. Thưa các bạn, tôi đây là tôi nói theo cái phong cách của một người người thợ, không phải thợ sửa xe máy mà thợ sửa máy phát điện nha các bạn. Nếu như mà cái danh từ tôi dùng mà nó không đúng theo như là các từ các bạn dùng thì cũng thông cảm. Đấy, bởi tôi không phải là chuyên nghiệp sửa xe máy mà tôi đây là tôi dọn cái xe của nhà mình. Nó theo sự hiểu biết của tôi ấy, thì tôi nói đây là cái heo dầu. Và đây là hai cái piston nha các bạn. Còn các bạn gọi cái này là cái gì thì tôi không cần biết nha. Đó. Đây là piston khi mà dầu xuống cái đường ống này. Đây. Dầu được tay thắng bơm xuống cái đường ống này. Đó. Với một áp lực khi ta bóp á thì dầu sẽ đẩy hai cái piston này đây. Thì hai cái piston đây tôi tháo cái piston ra nữa các bạn đây. Piston lắp đây vậy này. Khi mà nó ở phía trong thì nó đẩy cái piston nằm tít trong này. Khi mà có áp lực dầu trên nó ta bóp á thì dầu nó sẽ đẩy hai piston này ra. Đẩy hai piston này ra. Và nó sẽ hai piston này thì nó sẽ có cái càng thắng đây. Đây là hai cái bố thắng. Nó sẽ đẩy hai cái bố thắng ép. Ép hai cái bố thắng vào cái đĩa. Đây cái đĩa đây. Đó, đây cái đĩa này, đó, ép hai vô thắng một cái đĩa đó. Thế. Đó, nguyên lý nó chỉ đơn giản như vậy thôi nha các bạn. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta tự sửa chữa, ok. Tất nhiên chúng ta phải tháo toàn bộ ra vậy này, đây. Thế. Chúng ta phải coi là cái rong ở trong này còn tốt hay không nha các bạn. Đó, cái rong ở trong này này, cái rong bên ngoài là để tránh bụi, cái rong bên trong là tránh dầu đó các bạn. Tất nhiên mà nó phải có một cái độ khít nhất định. Để khi mà dầu nó đẩy cái piston của chúng ta
nó mới có áp lực. Nếu mà chúng ta hở cái ron ở trong đó là coi như rồi, phải thay á. Đây, giờ nó đẩy vô đây. Và nó đẩy cái này ép cái bố thắng vô cái đĩa. Ha, đó, nó nguyên lý có như thế thôi. Khi mà ta nhả ra thì nó sẽ là tụt vào, và khi ta bóp thì nó sẽ đẩy ra. Đó, nó như thế thôi. Thế và chúng ta tháo tung ra, chúng ta phải vệ sinh cả luôn cả những cái càng này nữa ha. Thế bởi những càng này rất là dễ bị sét. Đây, tôi đã đánh sáng này nè. Đó, đánh sáng dưới hết rồi. Đây, hai phía. Quả thật là nếu như mà không có những cái ngày mà ở nhà như thế này, chống dịch như thế này, thì tôi cũng không có thời gian đâu mà coi cái xe cho mình. Tất nhiên là phải thải ra ngoài tiệm người ta ta sửa cho mình rồi. Thế nhưng mà hôm nay nhân tiện chống dịch ở nhà, nên là tôi tháo ra tôi dọn lại luôn. Đây, các bạn thấy này, nguy hiểm như thế này này, đó. Lâu ngày không chạy, hoặc là tôi chạy mà không để ý đến xe của mình, không thường xuyên chăm nom xe, cho nên là cái bố thắng của nó mòn như thế này. Mất luôn cái bố thắng này các bạn, đây. Nó chỉ còn độc có miếng sườn sắt này thôi. Đấy, cái bố thắng thì chúng ta dán vô đây này, người ta dán cái bố thắng vô đây này. Đấy, như thế này này, hai bố thắng đều mòn hết như thế này này. Mòn đến mức độ mà không thể nào mòn được nữa, có nghĩa là mất luôn rồi còn đâu còn mòn được nữa. Đây, em nó ăn luôn cả vào cái sườn sắt này mà tôi không biết. Nếu tôi đi tôi bóp thắng thì thấy cái tiếng là cái tiếng cọ vô cái đĩa thắng. Nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng đó là do là cái bố của chúng ta bị mòn thôi. Thì đúng là bố mòn, nhưng mà không ngờ nó lại mòn như đến mức độ như thế này. Thật là rất là nguy hiểm, cho nên cảnh báo cho các bạn là phải thường xuyên chăm nom đến xe của mình. Đây cũng là bài học nha các bạn. Chứ để mà thắng cái bố thắng mòn như thế này rồi chúng ta không biết ấy, thì quả thật là rất là tội nghiệp cho nó ha các bạn. Đây, thì hôm nay tôi tháo tung hết ra, tôi vệ sinh sạch sẽ, tôi dọn lại. Cái nguyên lý của cái thắng đĩa này cũng vô cùng đơn giản như thế thôi. Đấy, đây. Đó, nào mà cái thắng của tôi đằng trước này nó bị, may quá là tôi đã phát hiện ra trong những ngày chống dịch này ở nhà, tôi đã phát hiện ra là vậy, cho nên là phải thay cặp bố thắng đầu tiên đó các bạn. Đấy, đó nguyên lý chỉ như vậy thôi đó. Để đến bữa sau tôi kiểm tra cái thắng sau nữa, cái loại xe này là thắng sau cũng bằng thắng đĩa nha các bạn, thắng chân đó đó. Rồi hôm nay tôi chỉ có vệ sinh này thôi, bởi vì cái bố thắng nó mòn này tôi chưa đi mua được. Đấy, ngày mai tôi sẽ đi mua và tôi ráp vô thế các bạn. Chứ bây giờ là tôi chỉ tháo cho tôi kiểm tra rồi tôi chưa mua được cái bộ thắng này. Đấy, cứ nghĩ đơn giản rằng cái thắng của mình không đến mức độ mòn như thế này, thế hóa ra nó mòn đến tận xương luôn, vô cùng nguy hiểm thế các bạn. Để ngày mai thì tôi mua bộ thắng, tôi sẽ ráp vô rồi tôi sẽ chia sẻ với các bạn ha. Các bạn thân mến, đây chứ là tôi mới đi mua bộ bố thắng về đây các bạn. Đây đó, đây là cái bộ bố thắng cũ của nó như thế này này. Thế bắt buộc phải đi mua cái bộ thắng mới đây. Đây các bạn, đây tôi mới mua về đây. Đây nó đây, đó đây là bộ mới tinh nha các bạn. Đó, coi bộ bố thắng này của ai sản xuất đây. Đây, công nghệ đến từ Nhật Bản và Mỹ. Đây, công nghệ đến từ Nhật Bản và Mỹ. Đây, cách người ta rất là kỹ càng, để chỉ cho mình cách lắp ráp luôn nữa. Thế có nghĩa rằng ai cũng có thể thay thế được. Đây, hướng dẫn lắp ráp linh kiện bố đĩa. Đây, với công ty của nó bằng tiếng chữ Việt ha các bạn. Đây, sản phẩm bố thắng đĩa được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam, địa chỉ khu công nghiệp Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Có số điện thoại luôn. Đó các bạn, chính hãng nha. Việt Nam chất lượng cao.
Sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ, rất là rẻ nha các bạn. Công nghệ đến từ Nhật Bản và Mỹ. Tôi cũng không ngờ rằng, bởi vì mình là tay ngang mà, mình không ngờ rằng sau cái bố thắng này nó làm rẻ thế. Tôi mua có 40.000 hay các bạn đây. 40.000 cặp bố thắng này. Tôi cứ nghĩ nó phải nhiều tiền lắm cơ. Thế nhưng mà thực tế ra thì tôi mua nó chỉ có 40.000 thôi. Đó, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ mua về thay hết, toàn ra tiệm thay không à. Đây là lần đầu tiên trong những ngày chống dịch thì tôi tự dọn xe ở nhà, cho nên tôi phải đi mua. Chứ cũng không mắc mớ gì mà phải chạy đi mua cái bố thắng có 40.000, và chúng tôi ở vùng biên giới như là chạy 50 cây số lên tận thành phố mới mua được nghe chúng bạn các bạn. Đấy, cái loại xe này thì bố thắng không phải là tiệm nào cũng có. Đấy, cái loại xe MSX 125 Honda này không phải là, bởi nó là đời mới ra mà, cho nên là cái tiệm lớn thì người ta mới có bán ha. Cho nên là chạy 50 cây số về, 50 cây số là 100 cây số mới mua được cặp bố này, có 40.000 thôi đó các bạn. Đó, mọi bữa thì cứ thải ra cho tiệm người ta sửa. Đó, tuy nhiên thì cũng phải từ sáng đến chiều thì mới lấy. Bây giờ là tôi đi mua về tôi thay luôn. Thế các bạn đó, đây cũng rất là đơn giản thôi. Thế bây giờ là tôi sẽ bắt đầu thay ha các bạn. Đây thưa các bạn thân mến, tôi có mua thêm một cái chai dầu thắng nữa ha. Đây, đây dầu thắng nhãn hiệu là VH3.2 nữa. Đấy các bạn, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn nha các bạn. Bởi vì trong cái thời gian ở nhà chống dịch ấy, thì tôi dọn lại xe của tôi luôn. Đấy, mua luôn chai dầu thắng này. Chỗ tôi bán thì không có, tôi phải chạy là 50 cây số lên tận trên thành phố Tây Ninh đó. Mua thì chỉ có 50.000 một chai này. Mua chung luôn với cái bố thắng đó 40.000 nữa là 90.000 về tự thay luôn nha các bạn. Bởi vì trong thời kỳ chống dịch ở nhà thì mình dọn xe thì mình mua luôn. Chứ mình cũng chẳng có thời gian đâu mà tự sửa xe của mình. Dù sao thì ra thợ thì người ta làm cũng ngon lành hơn. Thế nhưng mà mình mua về nhà mình mà làm được thì cũng có cái thú vui của nó. Và tôi trong một thời gian căn chỉnh áp suất thì tôi đã đổ dầu, căn chỉnh nó đã tốt rồi. Đây này, theo tôi thì chỉ cần mở đổ dầu trên cái trên này ha các bạn. Đây đây, tôi đổ dầu đây đó, dầu tôi đổ đây và tôi đó, chúng ta bóp như thế này là coi như là dầu đã chảy xuống này ha các bạn. Đây này, đấy đấy đấy, nó có cái bọt khí hiện lên, bóp nhả đó ha các bạn. Đây đó, và chúng ta mở cái này, đầu này chúng ta thấy nó cũng đã xì ra rồi này ha. Đó, đây chúng ta bóp thì chúng ta thấy này, đấy đấy là chứng tỏ rằng là dầu đã xuống đến đây rồi này các bạn. Đây đấy chúng ta đó đó, thế và chúng ta siết cứng cái này lại luôn, cái ống thông hơi này, cái lỗ mũi này luôn, lại lại luôn. Tôi gọi cái này là cái lỗ mũi này các bạn, là cái lỗ mũi của cái heo dầu này. Đây chúng ta siết lại đó, siết cứng lại. Tuy nhiên nó còn có một cái đây, một cái ống mủ này nữa để bịt lại. Đây chúng ta lắp lại cho nguyên thủy cho nó, chứ không nó đấy. Đây chúng ta nhét lại đó, thế là ok thế các bạn, đó thế là ok đó. Thế các bạn thấy có đơn giản không, chẳng có gì phức tạp hết thế các bạn. Đấy, bởi vì trong thời kỳ mà chống dịch mình ở nhà mình lại tự sửa được xe của mình. Đấy, bởi những cái thứ này thì nó đơn giản lắm, các bạn chỉ có mất công đi mua, thế rồi các bạn tháo ra rồi các bạn sửa lại tại nhà thôi. Đó ok này đó, vậy là tôi đã thay xong được cái thắng trước, thay được bố thắng thắng trước và tự mình cân chỉnh heo dầu bố thắng là ok.
và cũng khuyên các bạn đừng bao giờ lên để cái bố thắng mà nó mòn như cỡ này nha các bạn. Đó, vậy thôi. Đó, thường xuyên thăm nom, nếu như mình không có thời gian thì mình đi khoảng cỡ 6 tháng là mình mang cho ngoài thợ để coi người ta thăm nom cho mình thay bố thắng. Bởi mình thường xuyên thắng những cái xe phân khối lớn thì đa số là thắng tháng trước nhiều hơn tháng sau nha các bạn. Đó là bản thân tôi ấy. Còn các bạn chạy thì không biết, mà cũng không phải là xe phân khối lớn lắm, nó chỉ 125 thôi, 125 phân khối thôi. Thế là cái loại xe này thì chúng ta chỉ cần lên chạy khoảng 6 tháng thì chúng ta lên ra tiệm để kiểm tra bố thắng đầu tiên. Đấy, nhung sên rồi bố thắng. Đấy, còn giỏ ruột thì cái loại này là cái loại xe bánh lớn này thì không cần có ruột. Không? Đó. Thế cho nên là cũng rất là đảm bảo. Cái bánh zin thì là tôi nói từ nào giờ tôi chưa bị vá lần nào thôi các bạn. Đó. Thế tất nhiên là số may không có đụng đinh, chứ đụng đinh thì cũng có thể vá như chơi. Đinh nó không có chừa một cái bánh nào hết á. Phải không các bạn? Thôi xin chào các bạn nha. Để bữa sau tôi tiếp tục thay cái kiểm tra cái bố thắng sau nha. Coi có phải thay kiểm tra cái bố thắng sau. Đấy rồi, chào các bạn.